Tàu chiến Đức trở lại Biển Đông sau gần 2 thập kỷ vì Trung Quốc. Các quan chức chính phủ cấp cao ở thủ đô Berlin hôm ngày 2 tháng 3 cho biết, một tàu khu trục của Đức sẽ lên đường đến châu Á vào tháng 8 tới và đây sẽ là tàu chiến đầu tiên của Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002. Các quan chức trong Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng cho biết, con tàu sẽ không di chuyển trong phạm vi 12 hải lý tính từ các đảo mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Thông tin tàu khu trục Đức sắp đến Biển Đông được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành tập trận trong khu vực kéo dài hết tháng 3 này. Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động tự do hàng hải trong khu vực, trong đó các tàu của Mỹ di chuyển gần một số đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông nhằm khẳng định quyền tự do tiếp cận tuyến đường thủy quốc tế này. Mỹ đến nay vẫn cáo buộc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và cố đe dọa các nước láng giềng châu Á muốn khai thác trữ lượng dầu khí dồi dào trên biển. Nhằm đẩy mạnh sự hiện diện ở Biển Đông, Pháp đã lên kế hoạch thực hiện hai chuyến tuần tra qua khu vực này. Theo tờ South Channel Morning Post, hải quân Pháp cho biết, một tàu tấn công đổ bộ Tonnerre và tàu khu trục Scorp đã rời cảng Toulon và sẽ đến Thái Bình Dương trong một sứ mệnh kéo dài 3 tháng. Hai chiến hạm Pháp này sẽ đi qua Biển Đông hai lần và tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và Nhật vào tháng 5. Trước đó hồi tháng 2, tàu ngầm Emerald của Pháp được triển khai đến Biển Đông nhằm ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong nỗ lực thách thức đa phương đối với Trung Quốc. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.